Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 1 tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2019. Ngày đầu thực hiện cải cách hành chính năm tại chỗ. Cần nhiều hơn sự quan tâm đối với người cao tuổi, câu chuyện ngày quốc tế người cao tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 29 năm ngày quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1990, mùng 1 tháng 10 năm 2019. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng người cao tuổi tại câu lạc bộ Lê Quý Đôn và Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Thái Bình. Phát biểu tại các nơi tới thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc nhất của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình tới người cao tuổi. Trong những năm qua, người cao tuổi và các cấp hội người cao tuổi đã có những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển chung của tỉnh. Qua các phong trào tuổi cao gương sáng, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, người cao tuổi đã trở thành những tấm gương sáng để các thế hệ con cháu học tập và noi theo. Bên cạnh đó, người cao tuổi còn có những đóng góp tích cực đối với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng chí mong muốn người cao tuổi nói chung, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Thái Bình nói riêng tiếp tục tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, có những đóng góp cho xã hội, nhất là giáo dục con cháu, rèn luyện, học tập tốt, trở thành những người có ích, xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, quan tâm đến cuộc sống của người cao tuổi, tạo điều kiện để Hội người cao tuổi các cấp hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình kỳ họp thứ 41, nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội, báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 9 tháng năm 2019, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình tiếp tục chuyển biến tích cực. Nền kinh tế tăng trưởng khá, khu vực công nghiệp xây dựng đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân kế hoạch năm và cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ những năm trước. Công tác cải cách hành chính đạt bước tiến mới, công tác xúc tiến thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 2 bậc so với năm trước. Tình hình chính trị tư tưởng cơ bản ổn định, công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đúng yêu cầu, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Qua 15 lượt ý kiến thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, đồng thời đề xuất một số ý kiến, trong đó đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể để các địa phương bố trí sắp xếp cán bộ sau sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Đề nghị tỉnh và ngành nông nghiệp sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, thống nhất về việc thực hiện tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí chỉ rõ những điểm còn hạn chế yếu kém như trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và người đứng đầu ở một số địa phương đơn vị trong chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng và thụ động. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực bộc lộ nhiều yếu kém, nhất là ở cấp cơ sở. Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Chỉ 3 tháng cuối năm thôi. Như nếu chúng ta nỗ lực thì nó sẽ mang lại kết quả rất lớn, không chỉ cho cái năm kế hoạch 2019 mà cho cả nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, rồi đặt nền tảng cho 5 năm tới 2020-2025. Cho nên chúng ta phải nỗ lực rất cao. Trong lĩnh vực kinh tế, khu vực nông nghiệp, thủy sản ấy, thì việc đầu tiên vẫn phải là quan tâm chỉ đạo để các địa phương làm tốt cái việc thu mùa và làm vụ đông, trong khi chúng ta chưa làm được cái gì to tát hơn, quy mô và hiệu quả hơn
thì cái việc phát triển cây màu vụ đông vẫn là cái việc cần làm. Thế mà đương nhiên là trong quá trình phát triển những cái loại cây này cần phải tiếp cận với cái quy trình sản xuất mới, quy trình hữu cơ để bảo đảm sản phẩm an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh cái việc sản xuất theo chuỗi các sản phẩm. Chỉ có như vậy thì sản phẩm chúng ta mới trở thành hàng hóa. Phải tập trung làm tốt hơn nữa cái việc tích tụ đất đai, khuyến khích để các hộ gia đình, rồi các doanh nghiệp, các hợp tác xã thuê lại ruộng của dân, vận động người dân là nhượng cái quyền sử dụng trong thời hạn nhất định để cho các tổ chức cá nhân có năng lực tổ chức sản xuất theo tiếng gọi thị trường, theo chuỗi liên kết. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương chú trọng duy tu bảo dưỡng hạ tầng kinh tế xã hội đã đầu tư, tăng cường kiểm tra giám sát các công trình cấp nước sạch nông thôn. Các cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng khẩn trương trực tiếp rà soát và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, có giải pháp tháo gỡ nút thắt của những dự án trọng điểm. Đồng chí cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, với quan điểm cấp nào, địa phương nào để xảy ra sai phạm, thì người cấp ủy, lãnh đạo, chính quyền ở đó phải chịu trách nhiệm. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, duy trì và thực hiện tốt việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, căn cứ vào kết luận của thanh tra chính phủ và quy định hiện hành để giải quyết dứt điểm các nội dung theo kết luận thanh tra đã chỉ ra. Trước đó vào sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Thực hiện chủ trương Bộ Chính trị đồng ý để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung một Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình xây dựng kế hoạch kiện toàn bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 bước. Bước 1, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1, trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị, yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và nguồn cán bộ trong quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận thống nhất đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự. Bước 2, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 đã thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Bước 3, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2, trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở bước 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Bước 4, hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đại biểu cho ý kiến bằng phiếu về nhân sự do tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu tại bước 3. Bước 5, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhân sự giới thiệu để kiện toàn bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 bằng phiếu kín. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lập tờ trình hoàn thiện hồ sơ nhân sự, trình Ban Bí thư Trung ương xem xét quyết định giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Với 5 bước trên, việc kiện toàn bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh Thái Bình đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt quy định 205 của Bộ Chính trị, quy định số 29 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xã giao đoàn nhà tài trợ cấp cao của dự án sản xuất lúa bền vững và giảm khí phát thải nhà kính của Tổ chức Phát triển Hà Lan. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Trong giai đoạn 1 của dự án, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Phát triển Hà Lan triển khai thực hiện nhiều hoạt động với 11 đơn vị là các doanh nghiệp chuyên về sản xuất nông nghiệp có uy tín, đưa ra trình diễn các gói công nghệ giúp thay đổi phương thức sản xuất lúa gạo của Thái Bình. Giai đoạn 2, địa bàn dự án mở rộng tới gần 50 xã, tổng diện tích áp dụng công nghệ đạt 876 hectare với trên 5.000 hộ.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các nhà tài trợ, các đơn vị kiểm định tiếp tục quan tâm tài trợ dự án đầy đủ kịp thời để triển khai đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra, đảm bảo tính công khai minh bạch. Đồng thời, đề xuất các đối tác tiếp tục nghiên cứu, khảo sát tình hình của Thái Bình và có các chương trình tài trợ mới trong các lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Trong cách học phải lấy tự học làm cốt, đây chính là chủ đề được Thái Bình lựa chọn cho tuần lễ học tập suốt đời năm 2019. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm nay, các đại biểu được trực tiếp tham dự lớp học kỹ năng sống cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ thơ của hội người cao tuổi trong xã. Tuần lễ còn diễn ra với nhiều nội dung như các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân, các lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực quản lý chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 10 là ngày đầu tiên các sở ban ngành của tỉnh Thái Bình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ. Tất cả các công đoạn gồm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, phê duyệt hồ sơ, đóng dấu và trả kết quả sẽ được thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Bình. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Ngay từ đầu giờ sáng, anh Đoàn Duy Quyết cũng như hàng chục tổ chức và người dân khác đã có mặt ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công để giải quyết công việc. Đã nhiều lần đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây, nhưng hôm nay việc triển khai giải quyết 5 tại chỗ đã khiến anh Quyết cảm thấy bất ngờ và vui mừng. Mọi lần đến đây là chỉ để tiếp nhận thôi, nhưng hôm nay được thủ tục là 5 bước tại chỗ thì tôi cảm thấy là rất là thuận lợi cho các nhà thầu hoặc đơn vị chúng tôi, là không phải đi lại và chờ đợi lâu như đợt trước. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, các sở ngành đã lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Các tài liệu cần thiết cũng được mang đầy đủ tới đây để áp dụng cho công việc thẩm định tại chỗ. Lãnh đạo sở ngành theo sự phân công đã trực tiếp có mặt, sẵn sàng ký phê duyệt để đóng dấu và trả kết quả. Khi người dân và doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công được tiếp nhận ngay và sau đó thì đã nhập qua hệ thống mạng và truyền dữ liệu cho trực tiếp cho phòng chuyên môn và lãnh đạo của phòng chuyên môn thì đã ngồi ngay đằng sau đây thẩm định. Đến thời điểm hiện nay thì về cơ bản là đã đáp ứng được yêu cầu làm việc của các đơn vị để làm sao mà phục vụ cho người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất. Thì các sở ban ngành đã bố trí cán bộ ra ngồi trực ở đây và trang thiết bị, máy móc thiết bị thì đã đáp ứng được cái yêu cầu của công việc đề ra. Để giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ mang đến sự hài lòng cho các tổ chức và người dân, thì ngoài yếu tố đảm bảo về cơ sở vật chất còn đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cán bộ, công chức các sở ngành khắc phục những khó khăn ban đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực thi công vụ. Giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh không chỉ hướng tới mục tiêu là sẽ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và người dân, mà còn là bước đi quan trọng để tiến tới áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 một cách rộng rãi, tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức và người dân. Chuyển sang tin tức thị trường mới được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chỉ mới đầu tháng 10, thị trường chứng kiến giá ga tăng mạnh và cũng từ hôm nay mùng 1 tháng 10, các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho vay ngoại tệ chung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, ngay cả khi khách vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh. Các ngân hàng tổ chức tín dụng chỉ được xem xét quyết định cho vay ngoại tệ ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu để thanh toán ra nước ngoài. Ngoài ra, cho vay ngoại tệ ngắn hạn còn được dành cho việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng hóa để xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Sau 2 tháng ít biến động, hôm nay giá ga trong nước bất ngờ tăng mạnh lên đến 24.000 đồng đối với bình 12 kg. Theo đó, giá ga tăng đến 2.000 đồng 1 kg, mức tăng này đã bao gồm VAT. Như vậy, với loại bình 12 kg thì giá ga sẽ tăng thêm 24.000 đồng. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng tại Thái Bình đối với một số thương hiệu như Petrolimex Gas là 327.500 đồng một bình 12 kg, Petroga là 330.000 đồng một bình 12 kg.
Các doanh nghiệp cho biết giá ga thế giới tháng 10 tăng 72,5 đô la Mỹ một tấn so với tháng 9 lên 427,5 đô la Mỹ một tấn. Vì vậy các công ty điều chỉnh tăng tương ứng. Đây là lần đầu tiên trong năm 2019 giá ga tăng mạnh nhất. Như vậy sau 6 tháng tăng giá, giá ga tăng tổng cộng 66.000 đồng một bình 12 kg. Nhân kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm tặng quà cho người cao tuổi tại các trung tâm dưỡng lão trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đoàn đã tới thăm và tặng quà người cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng Lão Phúc Thọ thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Phước Hải. Trung tâm hiện đang chăm sóc hơn 30 người cao tuổi. Với quy mô hàng trăm giường bệnh, có đầy đủ các phòng chức năng và đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên có chuyên môn cao, Trung tâm Dưỡng Lão Phúc Thọ đã tạo dựng cho người cao tuổi một mái ấm yêu thương, góp phần tích cực thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước về chăm sóc người cao tuổi. Nhân dịp này, đoàn còn tới thăm và tặng quà người cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng Lão An Thái và người cao tuổi tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Bình. Tại các nơi đến thăm, đoàn động viên các cụ yên tâm sống vui, sống khỏe, vượt qua bệnh tật, là chỗ dựa tinh thần, nêu gương sáng cho các thế hệ sau học tập làm theo, đồng thời mong muốn lãnh đạo, nhân viên, cán bộ y tế của các đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước dành cho người cao tuổi, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi tại đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 10, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, mời quý vị và các bạn cùng nghe tâm tư tình cảm của người cao tuổi từ những hoàn cảnh, những câu chuyện rất khác nhau. Gần 80 tuổi, bà Nguyễn Thị Mùi đã nhiều năm sống một mình do chồng mất sớm, con cháu lại đi làm ăn xa. Hơn một tuần nay, bà vào điều trị tại khoa suy nhược thần kinh Bệnh viện Tâm thần Thái Bình vì phát hiện mắc rối loạn lo âu trầm cảm. Cứ một mình ở nhà nó cứ buồn quá, không ngủ được, ăn uống không ngon rồi cứ no nắng. No, các cháu đi xa, mình nằm nó ốm rồi nó cứ nghĩ liên thiên thế. Có khá là nhiều nguy hiểm nếu như không phát hiện được đúng thời điểm và điều trị đúng cách khi trầm cảm ở người già. Bởi vì ở người già thì cái ngưỡng chịu đựng người ta rất là kém, người ta sẽ rất dễ tiêu cực hơn. Người ta sẽ có nhiều những cái suy nghĩ mất mát hơn, cần nhất là cái sự quan tâm từ con cháu, cần những cái khoảng thời gian để sinh hoạt chung gia đình, chuyện trò, chia sẻ tâm sự với các cụ. Với mục tiêu để người cao tuổi có nơi gặp gỡ, chia sẻ, giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho họ, những câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã được thành lập ở nhiều xã tại Thái Bình. Tham gia câu lạc bộ, hơn 150 hội viên người cao tuổi xã Vũ Bình, huyện Kiến Sương thường xuyên được khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe theo nhóm. Các hội viên cũng cùng tâm sự những vấn đề trong cuộc sống và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Câu lạc bộ này thì nó có ích, là một là làm cho con người ta là sống vui, sống khỏe và sống có ích, và để cho con cháu mai sau người ta sẽ học tập cái truyền thống tốt đẹp của các cụ. Để nâng cao hiệu quả chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi, công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức cho người dân về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi, truyền thống kính lão trọng thọ đang được các cấp hội người cao tuổi chú trọng. Hội người cao tuổi các cấp như vậy tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, củng cố tổ chức hội theo tinh thần nghị quyết đại hội 5 Hội người cao tuổi Việt Nam, đa dạng hóa các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. Thế rồi nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng gắn với cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi. Thái Bình là một trong 9 tỉnh dẫn đầu cả nước về già hóa dân số. Hiện toàn tỉnh có trên 28 vạn người cao tuổi, chiếm gần 15% dân số. Với tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng, cần có nhiều hơn nữa những biện pháp trợ giúp tích cực hiệu quả về cả vật chất và tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, có cơ hội cống hiến và đóng góp cho xã hội. Bên cạnh sự triển khai tích cực đồng bộ các giải pháp chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi từ các ngành các cấp, thì quan trọng nhất là sự chung tay của từng cá nhân, từng hộ gia đình quan tâm chia sẻ với người cao tuổi, phát huy truyền thống của người Việt Nam, hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng ông bà, coi trọng người già. Và phần cuối của chương trình thời sự tối nay là thông tin về vụ cháy nhà xưởng tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải vào 12 giờ 30 phút ngày hôm nay. Vụ cháy xảy ra ở xưởng may Hoàng Hưng, rộng 340 m2. Theo tin từ Công an huyện Tiền Hải, lúc xảy ra hỏa hoạn, hơn 100 công nhân của công ty đang làm việc tại xưởng.
ngọn lửa bùng từ trong xưởng kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến công nhân và người sinh sống gần khu vực hoảng loạn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh, công an huyện Tiền Hải, công an xã Đông Minh đã huy động lực lượng cùng công nhân, nhân dân dập tắt đám cháy và vận chuyển đồ ra ngoài. Đến 13:30, ngọn lửa được dập tắt. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng toàn bộ vải vóc, hai máy may, 40 chiếc xe máy của công nhân trong công ty bị thiêu rụi. Nguyên nhân xảy ra cháy đang được công an huyện Tiền Hải, các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Còn bây giờ là thời lượng dành cho những câu chuyện trong chương trình Tiếp sức đến trường.